phần một kẻ trộm mặt trăng bằng thơ đã được tim đăng lên rồi tâm trạng nay lại bồi hồi phần hai không lẽ mình thôi không làm tính tôi không thích làn màn Chào mừng đến với tuyết tan trắng trời Hai anh ngồi đánh bài chơi Bất ngờ tiền lại bốc hơi luôn kìa Trọng lực trắng thế phân chia Công trường nhà cửa ấu rỉa bay lên Nam châm xíu khủng ở trên Vô tình bay mất để quên ông này Tông tích thì vẫn trắng hay Nên sếp quyết định làm ngay đi nào Guru xuất hiện ngọt ngào Tiết kế nhà cửa ối trao màu hồng từ từ, anh bị gay không? Ồ không, cốt để ngồi trông lũ này. Mi mặc giáp vào ngay đập nhau một trận mới hay vở lở Guru thì lại lơ ngơ hóa thân phù thủy đến đỡ cả người chỉ để con gái mình cười bữa tiệc kết thúc tôi lười trá thu. hình ảnh chó của Guru đi tẻ làm chết cây hu hu buồn Lucy xuất hiện bảo luôn đặc vụ cấp thấp chuyên môn bánh mì chào hỏi một cách thần kỳ giật điện một phát thiếp đi mất rồi cúp sau là chỗ để ngồi hai đệ tử ruột bồi hồi theo sau Lucy phát hiện rất mau tê luôn cả thể đỡ đau cái đầu ô tô bỗng hóa thành tàu xuyên qua lòng biển Trẻ trầu hết ồn dừng chân tại một cái bồn sấy khô giống kiểu cái l... à không guru thì vẫn còn ngâm đối diện với gã cổ không thấy gì silas bản chất lầm lì kể ra toàn bộ chi ly sự tình rằng một virus biến hình nổi điên làm cá hành tinh đổi đời, kẻ xấu cướp nó một thời, ẩn mình ở tại một nơi thiên đường. Guru được rủ lòng thương, cho đi theo dõi, có lương đem về. Nhưng anh chọc đã xin thề, không làm người xấu, bỏ nghề bất lương. có đố má nghỉ tí đã, vần ương này khó quá, cho phép dùng lá reverse. Tiếp nào cả nhà mình, cả đám sau đó đứng hình, còn Lucy lại thình linh phía sau. Danh thiếp chuyển tới rất mau, cả ba sau đó thay nhau trèo về. Bọn trẻ đềm thức rất ghê Muốn Guru được đê mê cuộc tình Anh đứng còn mẹ nó hình Vô duyên nên bị tuyệt tình mất tiêu Nên giờ chẳng thiết gì yêu Spoil tí lại trả yêu vãi lừng Ở kia lại là Vân ôn Guru bước vội quên hôn con mình Xuống hầm kiểm soát tình hình Chế tạo thạch mới cho mình thử coi Vị thạch kiểu đầu cắt môi, Cho xin địa chỉ vứt toi luôn ấy Chạm vài ảnh động viên ngay Nhưng Rio đã chán bay lắm rồi thu xếp hành lý một hồi, Guru đành phải khóc rồi chia tay. Súng rắm 21 phát bay, Rio chậm chậm biến ngay mất hình. Đăm chiêu cầm thẻ một mình, Guru quyết định thân chinh chiến trường, đám nhóc nghịch ngợm đủ đường. Muốn ba tìm được người thương chúng mình, Guru tổng kết tình hình, giải cứu thế giới, không thì mình toi. Bước vào tiệm bánh trông coi, Lucy xuất hiện hiếm hoi cổ nhìn, Sếp bảo ta hãy cùng tìm Máy quay bí mật nào tìm xung quanh Đối tượng để ý rất nhanh Bất ngờ xuất hiện một anh già vàng Perez chủ một cửa hàng Sắp mở bữa tiệc đàng hoàng gần đây 200 bánh nướng ngất ngây Tuần sau quay lại Còn bây giờ thì tạm biệt có việc phải đi Bất ngờ hói lại nghi nghi ông này Rằng hắn là một kẻ sâu đầu óc có vấn đề Theo nghĩa đen Đã tự tử bằng cách cưỡi ca cá mập lao vào núi lửa Tả bằng văn tí Nghe thơ nhiều mệt bỏ mẹ nhưng mà kệ bạn, thơ tiếp đây này. Đêm nay ta đột nhập ngay, mi nhìn xuất hiện, nhìn hay chưa kìa. Đệ tử cùng theo anh vỉa, trong khi tiếng nổ âm ỉa vang lên, kiểm tra kẻo lại bỏ quên. Bất ngờ họ bị hút lên trên trời. Guru mặc kệ sự đời, đi vào trong tiệm không lơi bất cần. Con gà nhìn khá là đần. Nhưng mà đủ sức để cân anh này, chói chặt không nó chạy ngay, rồi vô tình thấy hầm ngay trong nhà. Nhưng không là sốt xa xa, bất ngờ Perez đi ra ngoài về, Chú gà ôm ấp đê mê, tình cơ đánh động người phê trong nhà. Cả hai khấn cấp thoát ra, gọi người cứu giúp không ta ăn lìn. Hành động đúng chất phê phim. Trong khi gã chủ đi tìm cả hai, Lucy điều khiển rất tài. Lao ra ngoài khiến cả hai đứng hình. Kiểm soát tạm được tình hình, ta quay trở lại đội binh Minion. Xe bán kem kiểu khá hiền, Bất ngờ, nó hút như điền đám người. Guru vừa nấp vừa cười, chạy đi theo dõi những người khả nghi, vô tình gặp đám nhóc tỳ Chào đi mấy đứa, Lucy đây nè, để chúng khỏi về lè nhẹ. Guru tạm biệt rồi nhe răng cười, Margot thì bỗng đần người. Chỉ vì nhìn thấy đúng người mình thương, hoàn cảnh dở dở ưa ngương. Mặt dày, cô bé tìm đường đi theo, trong khi bố lại ỏng eo, vào trong quán tóc để theo dấu tìm hỏi đầu chắc muốn lông chim nhưng lại tìm thấy một tim bánh bèo tăng tốc chạy tới thang leo anh nhìn con gái đang theo vào nhà uynh phát cửa bật tung ra thì thấy hai đứa đang xa thành gần perez xuất hiện như hâm chạy ngay tới chỗ tay cầm lấy tay ủng hộ yêu rất là hay tuần sau hãy tới tiệc này nọ kia trở về trụ sở phân chia guru tuyên bố ngày kia lên đường khẳng định rằng chính perez là thủ phạm và nhớ bắt lấy thằng con trai cam kết Perez chính là eo trượng phu trở lại cùng với bài thơ mi Niển đang ngủ lơ mơ dậy rồi tận hưởng cảm giác bồi hồi dưới sự quan sát ôi thôi ăn lín anh hói lúc đó ngồi im trong khi có gái đến tìm đi ăn đội tóc kiểu rất lăn tăn còn đối phương chỉ trực lăn vào giường lucy không mặc váy hường bắn tên ngủ khiến cô nương đi đời vác ra kiếm chỗ ăn chơi mà thổi trói lại khỏi rơi xuống đường cả hai tình cảm mến thương trao nhau hôn nhẹ trên đường về quê, tràn ngập hạnh phúc đê mê, đến nơi làm việc không chê điều gì. Bất ngờ ông sếp lâm ly, tới để bắt chủ tiệm đi vào tù. Tiện thể báo với Guru. Lucy sẽ phải xếp thu nước ngoài. Cô đến tạm biệt giống loài, khiến anh hói lại buồn hoài buồn hơn. Buổi tối chẳng muốn ăn cơm, định đi gọi điện, ngăn hôm xa mình. Mà thôi không có đủ trình, người ta lại nghi mò rình thì sao? Cùng lúc tại đảo Cù Lao, Kevin bị bắt khóa vào ghế luôn. Rồi bị tiêm con mẹ nó cái gì đó vào người Các ông lại đợi thơ chứ gì Đấy có liền Guru khuôn mặt rất hiền Đưa con tới tiệc dự liền vào ngay Ngăn cản cậu nhóc khá hay Đến độ chán nản Ăn chay một mình Perret xuất hiện thình lình Rồi đi không một tí tình nào luôn Guru lập tức theo luôn Nhìn mật mã của gã khuôn mẫu này nhảy nhót nhìn khá là hay và cũng đủ để chui ngay vào hầm. Lucy như một người hâm, nhìn đâu cũng thấy người thầm trộm thương, lao về tìm ga ẩm ương. Người lúc này lại đang thương chính mình khi eo đã hiện nguyên hình, rằng hắn giả chết để dình đi lên. Lập kế hoạch mới mang tên, tạo ra quái vật đứng trên mọi người. Kevin không nói không cười, ăn hết mọi thứ nhưng lười đi bô. Đội quân thì nhìn rất đâu, hủy diệt thế giới là vô tiến trình hợp tác thống trị với mình. Guru đồng ý rồi rình chuồn ngay. Eo lại không thấy nó hay. Thả Kevin đuổi từ ngày qua đêm. Lao khỏi nơi đó thật êm. Lucy đáp xuống từ trên khoảng trời. Hỏi tung tích người bạn đời. Nhưng bị Perez ngắt lời, bắt luôn. Rio gọi tới muốn buôn. Kể rằng người xấu bắt luôn chân dài. Chiến xe phi thật là hài. Guru quyết sẽ tìm hai đứa mình. Phía kia trông thật tình hình. Kevin thì lại đi rình chị em bỗng một ống thuốc màu kem đâm vô một phát lẫm lem biến hình rio trở lại tái tình để đem thuốc giải cứu tình hình chung guru thì giả bị khùng rồi đem áp giải vào cùng đàn em bất ngờ bột lại lẫm lem lộ rồi cả đám phải xem lại mình nguy cấp thật sự tình hình bất ngờ tàu chiến thình linh phía sau người anh em đến thật mau cứu guru một vố đau nhớ đời anh nhảy một phát xuống nơi solo cả đám suýt rơi mất quần Eo cười như một vị thần Rằng Lucy sẽ được bẩn như tương Chỉ bằng nút bấm tình thương Nhưng không, đã có đảm đường vụ này Điều khiển lập tức vút bay Trong khi Perret nốc ngay lọ cồn Biến hình trông giống con trồn Súng bắn thuốc giải hết hồn tối xong Gã béo chiếm thế thượng phòng Nhưng bị điện giật thôi xong ngất rồi Ăn súng rắm thêm phát bồi Bây giờ hắn ngất thật rồi anh em Guru cố cứu người em Nhưng con gà phá khiến fan đứng hình tên lửa phóng bất thình lình buộc anh phải kéo vô tình thoát ra mọi việc như ngày hôm qua khi tất cả sẽ một nhà về chung trong không khí thật hào hùng tôi xin phép dừng con mẹ nó cái bài thơ này lại bị giải vãi cả lìn rồi đấy thế nhá hẹn gặp lại anh em trong phần 3 vào một ngày nào đó tôi buồn